Hi, chào các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Mainnet đã sắp tới và có nhiều bạn muốn sau khi mà bị Mainnet thì nó đạt một mức giá cao. Và hiện tại thì rất nhiều người đang đồng thuận bi với mức giá 1.000 đô. Và ở trong cuộc thi Hackathon thì có một dự án dành cho tất cả các pioneer để cùng đồng lòng vote cho bi network sau khi Mainnet sẽ đạt giá 1.000 đô la. Nếu như bạn muốn góp một phần công sức của mình vào việc giúp cho Bi có thể manage với một mức giá cao như vậy thì hãy làm theo mình nha. Trước tiên các bạn vào Bi Browser, sau đó chọn brainstorm.bi. Đây là phần chứa những brainstorm cũng như là dự án của những nhà phát triển. Nếu bạn có những cái dự án nào thì có thể viết vào đây cũng được. Rồi, ở trong phần này có rất nhiều dự án về hackathon trước đó. Tuy nhiên các bạn muốn vào để vote cho Bi sau khi Mainnet đạt giá 1.000 đô thì hãy vào Future, chọn phần New Tick là mới nhất. Tại đây các bạn bỏ chữ hackathon winner ở bên góc phải đi. Thay vào đó các bạn ghi chữ consensus, nó có nghĩa là đồng thuận. Sau khi consensus xong thì nó sẽ hiển thị ra một dự án mang tên là B Network Price Consensus is $1,000, có nghĩa là B Network đồng thuận với giá 1.000 đô. Cụ thể người ta ghi là tất cả những người trên thế giới cùng nhau đồng lòng giá B sau khi Mainnet sẽ là 1.000 đô. Hiện tại đã có hơn 10.364 like và 92 dislike. Các bạn muốn like và vote cho sự đồng thuận này thì hãy cùng nhấp vào nó. Có cả những admin ở trong này ha, có cả admin Hoàng Lim này, là chắc là người Việt. Đây, ở phần này họ hỏi là bạn có muốn cùng xây dựng cái dự án này không? Bạn nhấn vào like. Đây, số like tăng lên rồi này. Và bạn có thể ghi cái quan điểm của mình, ghi gì cũng được, ví dụ agree. Là đồng ý, sau đó là send. Ok, như vậy là xong. Nếu như bạn không muốn like nữa thì các bạn có thể nhắn lại và nó bỏ like đi. Nhắn vào đây nó sẽ dislike. Đó. Ha. 10.379 người, bây giờ mình nhấn like thêm một cái, nó lên 10.381 người ha. Ok, như vậy thôi. Đó là một trong những cách để giúp cho chúng ta, những người pioneer trên toàn thế giới, cùng đồng lòng, đồng thuận một mức giá. Đối với mình mức giá 1.000 đô là có thể đạt được. Và đây là một trong những tiền đề để giúp cho chúng ta có thể đạt được mức giá đồng thuận đó. Và mình hy vọng rằng tất cả những pioneer trên toàn Việt Nam và trên toàn thế giới có thể vào đây và có thể vote một like cho dự án này để chúng ta có sự đồng thuận nhất định. Mặc dù chúng ta ở khắp nơi trên thế giới nhưng mà chúng ta có được những cái dự án là cầu nối giúp cho chúng ta đồng điệu về những quan điểm đối với Bi Network. Mà ở đây cụ thể hơn là việc giá Bi sau khi Mainnet là 1.000 đô. Hãy chia sẻ video này cho càng nhiều pioneer biết càng tốt và cùng nhau post một like cho dự án đồng thuận Bi 1.000 đô này. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.